Đau bụng quá. Chị ơi, chị bị sao vậy ạ? Ôi, tôi đau bụng quá. Hình như tôi bị đau ruột thừa rồi cô ạ. Đợi chút, tôi gọi cứu thương gọi cô nhá. Không không không, đừng, không phải gọi cứu thương đâu cô. Cô phải bỏ tay ra, tôi mới gọi cứu thương được chứ. Ôi, gọi xe cứu thương thì không kịp đâu cô. Cô gọi xe thì chở tôi đi được không? Ở gần đây thôi. Thôi được rồi, cô lấy xe đi, tôi đưa cô đi bệnh viện. Cô lên xe đi, cẩn thận nhá. Mà ở đây vắng vẻ thế này, không có bệnh viện hả cô? Có, tôi hay đi khám ở đây suốt mà. Cô cứ chạy đi, thoải mái. Tôi lo cho cô, nhưng tôi mới hỏi chứ. Cô đi thế, kiểu gì thế? Cô đi cẩn thận nào chứ. Cô bị đau lưng này, nhưng tôi mới đi nhanh đấy. Cô này. Các người muốn gì? Xuống xe. Các anh đừng có manh động đây. Trên xe có người cần cấp cứu đấy. Tìm được cái tài sản gì quý giá mang hết ra đây. Không tao lấy mạng mày đấy. Mày làm gì vậy? Có bệnh nhân cần đi cấp cứu ở đây đấy. Mày hỏi nó xem, nó có muốn đi bệnh viện nữa không? Tôi không cần đi cấp cứu ở đâu. Cảm ơn cô nha. Cô bán ta. Mấy người đóng bọn với nhau à? Xong rồi đấy, xử nó. Đã bị tôi phát hiện ngay từ đầu rồi. Bạn tôi là nạn nhân của các người nên tôi đã phối hợp với công an để răng bẫy. Sau nhiều ngày tôi đi quanh khu vực này thì các người cũng xuất hiện và cắn câu. Chị nhất quyết không cho tôi gọi cứu thương mà bắt tôi chạy bằng xe của mình để thực hiện kế hoạch, có đúng không? Khi trên xe chị tự nhiên hết đau. Kể cả khi tôi cố tình đi với số sóc, tôi đã phát tín hiệu điện thoại cho công an đi theo mình tới đây để tóm gọn chị và đồng bọn.